Mến chào quý anh chị nào đang tìm một mẫu nhà cấp 4 rộng rãi thông thoáng thì hãy cùng em đồng hành hết cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Đây là mẫu nhà bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn, thiết kế theo cái kiểu rất là dễ thương nha anh chị. Mẫu nhà cấp 4 diện tích cực kỳ là rộng rãi luôn, ngang 4,5 m chạy sâu vào tận 26 m nha. Có sân trước sân sau rất là thông thoáng, hướng nhà là hướng nam, pháp lý nhà sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và có ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà luôn nha anh chị. Căn nhà của mình là nằm vị trí cực kỳ là đẹp luôn, góc hai mặt tiền đây, bên đây là có lối đi bên hông nữa nha anh chị đó, nên căn nhà của mình mở cửa sổ rất là nhiều luôn. Ở đây thì quý anh chị mình nhìn thẳng cái đó thì đi ra ngoài quốc lộ 835 á, mình đi ra ngoài đó tầm khoảng 100 m thôi, đây ra ngoài khoảng 100 m anh chị. Ở đây là một trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất rồi. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 1,550 tỷ, vẫn còn bớt thêm cho khách có thiện chí nha. Nằm trên mặt tiền đường ra rộng thông thoáng nha, đường thông hai hướng luôn, dân cư ở rất là đông. Căn này quý anh chị mua về mình có thể mua bán tạp hóa nhỏ nhỏ vẫn được nha anh chị. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn, bước vào còn thơm mùi nước sơn luôn nha anh chị. Anh chị nào đang tìm một cái căn nhà rộng rãi thông thoáng gần lộ lớn thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình để mình có thể về đây khảo sát thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn nha. Thì trước khi vào trong căn nhà, bên đơn vị em đổ một cái nền nhà rất là cao so với mặt đường luôn nha anh chị. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho anh chị mình lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha. Di chuyển vào trong sẽ cho anh chị mình là một cái sân trước để anh chị mình đổ xe máy đây, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Thì căn này còn mới hoàn thiện xong nên còn một số đồ của anh thợ thì sẽ mai mốt thì mấy anh thợ sẽ dọn đi nha anh chị. Nếu mà anh chị mình ưng quyết định thì bên em sẽ giao cho cô chú anh chị mình một cái căn nhà hoàn chỉnh, không có một hạt bụi luôn đó. Ở đây thì sân trước về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che, che nắng che mưa cho cái căn nhà của mình. Di chuyển vào trong sẽ cho anh chị mình lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa nhôm sông pha với kính là kính cường lực nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đây là một cái không gian phòng khách rất là rộng luôn nha anh chị, nó rộng rãi thông thoáng vô cùng. Bên tường bên đây thì bên em có dán dách PVC giả gỗ nè, với giả cẩm thạch này quý anh chị cực kỳ là sang. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ nha, trần rất là cao luôn nha quý anh chị, về ở rất là mát nha, rộng rãi nè. Anh chị mình về mua thêm một cái bộ ghế salon cao cấp đặt ngay không gian phòng khách nó là quá tuyệt vời luôn. Với mẫu nhà này thì quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 700-800 triệu là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay luôn nha. Phần còn lại thì quý anh chị mình có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ trùm quay nha anh chị. Di chuyển qua đây là cái phòng đầu tiên, phòng rộng lắm nha anh chị, phòng rộng rãi thông thoáng vô cùng, đèn thì full đầy đủ rồi, có hệ thống cửa sổ để lấy gió trời cực kỳ là mát luôn. Căn nhà này có sân trước sân sau, được hai phòng ngủ nha quý anh chị đó, hai phòng ngủ rất là rộng luôn. Đây là phòng thứ hai, thì căn này em thấy gia đình mình có thành viên từ 4-6 người ở rất là thoải mái luôn đó. Đây là phòng thứ hai đây anh chị, được cái căn nhà căn góc nữa nên cửa sổ mở rất là nhiều, rất là thông thoáng. Ở đây quý anh chị mình di chuyển ra trục đường 835 á, đi ra ngoài khoảng 100 m thôi, thì ở đây thì quý anh chị mình có thể đi hai hướng đi. Quý anh chị mình có thể đi hướng quốc lộ 1 và quốc lộ 50, đi thẳng xuống tới ngã tư Gia Bảo mình vẹo vào đường 835, hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi hướng quốc lộ 1A thì vào chợ Bình Chánh đi tới ngã tư Sa Đôi nha anh chị. Nó di chuyển vào nhà của mình thêm mấy trăm mét nữa là tới nơi rồi, thì em sẽ hẹn quý anh chị mình hai địa điểm đó. Nếu mà quý anh chị mình không biết hai địa điểm đó thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thêm thông tin vào vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây là không gian bếp rộng rãi vô cùng, quyền diện tích ngôi nhà của mình cực kỳ là lớn nha anh chị, ngang 4,5 m dài tận 26 m lận nha. Đó, không gian bếp thì bên đơn vị em đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá dày dặn nè. Đó, bồn inox 304, ở đây có hệ thống cửa sổ nữa đây. Trần thì cao ráo nha anh chị, đèn thì vuông đầy đủ rồi. Di chuyển ra đây là một cái sân sau. Sân sau căn này á, bên đơn vị em thiết kế là hai bên nhà vệ sinh luôn, một bên để quý anh chị mình có thể tắm nè, tắm và sinh hoạt hàng ngày, còn bên đây thì mình có thể đi vệ sinh đó, rất là tiện nha anh chị. Phía sau thì nhà cửa ở rất là đông luôn đó, những quý anh chị mình có thể quan sát sơ nè, dân cư ở phía sau còn rất là nhiều luôn đó, có cửa mặt để ngoài nha anh chị, nó rất là tiện luôn. Và xem đến đây rồi, anh chị nào muốn đi xem thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình để mình có thể về đây khảo sát và xem thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay. Ở đây là nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất rồi, với vị trí và địa thế rất là tuyệt vời, nằm sát trục đường 835, đây ra ngoài được đường 835 khoảng 50 m đến 100 m thôi đó, được căn góc hai mặt tiền nữa, nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất, với diện tích ngôi nhà là ngang 4,5 m chạy sâu vào tặng 26 m luôn, được xây dựng là nhà cấp 4 nha, thiết kế theo cái kiểu hiện đại nhất của năm luôn. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay được bán với một cái giá tổng luôn chỉ đúng 1,550 tỷ thôi nha anh chị, tìm đâu ra nữa, hướng nhà là hướng nam,
Căn này thì quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 700 đến 800 triệu thôi là sở hữu ngay cái mẫu nhà ngày hôm nay rồi nha anh chị. Và xem đến đây, anh chị nào muốn đi xem thực tế thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.